chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã có cuộc đào thoát của hàng triệu người Việt bỏ quê hương ra đi bằng đường biển, đường bộ. Hàng trăm ngàn người đã tự nạn trên biển Đông, trong rừng sâu Campuchia, Thái Lan. Trên chặng đường vượt biên của mình, họ đã mất tất cả, ngoại trừ niềm hy vọng đến được bến bờ tự do. Họ đã phải đánh đổi với bao nỗi kinh hoàng bằng máu, nước mắt và cả thân xác. Mỗi thuyền nhân nằm lại trên đường đi tìm tự do đã trở thành những thông điệp, những chứng tích cụ thể đầy đau thương của dân tộc Việt Nam kể từ biển cổ tháng 4, cách đây 48 năm về trước. Nghịch cảnh mà các thuyền nhân Việt Nam gánh chịu đã đánh thức lương tâm nhân loại, mở lòng từ bi bác ái, đón nhận người Việt vào định cư tại các miền đất tự do, an bình và thịnh vượng. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa hơn 60 người xuất phát từ Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang, chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền vào được Vịnh Thái Lan thì gặp bão, đồng thời cũng bị 6 tàu hải tặc Thái Lan tấn công, cướp của, hãm hiếp phụ nữ và giết hại. Câu chuyện có tiêu đề Còn Nhớ Hay Quên, tác giả Nguyễn Tam Giang. Mời quý thính giả lắng nghe. Sáng sớm, trời vẫn còn mưa nặng hột. Suốt một đêm dài, tiết thức tỉnh mấy lần trong hôn mê và bàng hoàng. Niềm kinh sợ như vẫn còn lực cuộn đâu đây, gần lắm, thật gần gũi, như bao người đang nằm lăn lóc chung quanh sàn tàu. Tiếng máy tàu vẫn đang nổ rồn rã, chen lực tiếng gào thét ầm ĩ của đại dương, chợt làm tí ấm áp hơn trong lòng. Nhưng dù sao đi nữa, tí vẫn không chịu được cái lạnh cắt da xẻ thịt đang luôn phiên tấn công từng đợt. Nơi làn da sừng sùi nặng mất vì nước biển bao phủ của tí. Mưa lớn quá, chiếc áo trên người tí đã ướt đập liên tục bởi nước sông, nước biển và rồi nước mưa đang nhăn nhủm bao phủ cơ thể. Lạnh quá, tí cởi phát cạo ra, hy vọng cơn lạnh giả phần nào sẽ buông tha. Trên tàu bầu không khí nặng nề vẫn còn đang dâng mắt. Phần lớn mọi người đều nằm ngang dọc xen kẽ chồng chất bên nhau. Dăm ba người có vẻ tỉnh táo hơn đang ngồi dựa lưng vào thành tàu, như đang mong lung suy nghĩ một điều gì đó. Tuy vương người lên nhìn ra đại dương bao la, vẫn chưa có gì khác lạ ngoài trời nước mênh mông. Dăm ba con cá là hoắc đang bụng nhảy nhào lộn sạc sạc thành tàu. Một con vật có hình dạng giống hệt một con rùa, vàng chọe, bó gần bằng một cái mâm cơm, chợt trồi lên rồi lặn xuống, biến mất trên làn nước xanh đặc. Trời mưa suốt đêm qua, cộng thêm sương mù bao phủ khá dày, khiến tầm nhìn xa đã bị hạn chế rất nhiều. Mưa vẫn còn nặng hạt. Bỗng nhiên, Ti ngồi xuống, quay mặt vào thành tàu ỏi ra đầy nước vàng. Miệng Ti đặng nghét, vừa lưng vào thành tàu, Ti nhìn em mình, Cuby, đang nằm lăn lóc gần đó, quần áo nhơ nhảy, mặt mũi hốc hác và xám xịt. Tàu Ti đã đi được 2 ngày rồi, từ cửa Rạch Sỏi, tàu vượt qua trạm kiểm soát, nơi cửa biển trong im lặng, hồi hộp và đầy lo lắng. Mới chạy thêm được khoảng nửa tiếng, tàu đâm ngay vào cồn cát, một thứ trở ngại ngang xương bất ngờ và chết người mà chỉ có những hành nghề quen thuộc của địa phương này lâu năm mới biết. Từ xa xa, ngọn đèn hải đăng buông ra những luồng sáng lạnh lùng lấp lạnh cực chặt đã. Mọi thanh niên trên tàu đều phải nhảy xuống nước đầy. 15 phút cực nhọc dần trôi qua, tài công xả hết ga phóng chạy về phía nam.
Riêng đoạn đường tiến ra hải phận lại càng gay go hơn nữa. Khoảng sẽ trưa hôm thứ nhất, tàu tuy bị hai chiếc quốc doanh rượt đuổi, chẳng hiểu cỡ sự ra sao. Cùng một lúc, hai chấm đen chợt xuất hiện một lúc càng rõ nét ngay đằng sau của tàu. Có lẽ số của 67 người trên tàu chưa xa vào cung tù tội, cho nên khi tài công bẻ chích sang hướng khác, tự nhiên hai chấm đen biến mất ngay sau đó khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đêm đầu tiên của cuộc hải trình đã tới. Mặc dù trời tối om và tàu ti lại không có một chút ánh sáng nào, một đốm đèn sáng lòe bỗng nhiên xuất hiện ngay phía đằng trước của tàu ti. Đốm sáng to dần, chẳng hiểu rõ là tại tàu ti vô tình đi lạc vào hướng tiến tới của đốm sáng đỏ, hay là thằng lái tàu quốc danh nghe được tiếng máy lạ chung quanh. Khi tài công của bọn ti hạ bớt tiếng nổ của máy khoảng 15 phút sau, đốm sáng kia mờ dần rồi mất hẳn. Ngày thứ hai đã trôi qua và ngày thứ ba đã tới. Tàu đang tiến ngang qua vịnh Thái Lan trong mưa bão. Mưa đã bớt hơn, vài giọt mưa lất phất bay bay đọng lại trên đầu trên cổ của ti, không đủ để làm ti ướt thêm được nữa, nhưng cái lạnh thì vẫn còn y nguyên như cũ. Có tiếng cu bi đòi nước uống, ti của người xuống nâng đầu cu bi dậy. Cu bi mệt quá hả, ngồi dậy đi, anh lại nước cho. Mặc cho ti nói gì thì nói, cu bi vẫn nằm dài ra như hệt hơi, môi thì thào, em mệt lắm anh ti ơi. Ti ngồi hẳn xuống, bể đầu cu bi đặt trong lòng mình, một tay mò tìm lon nước để trong giỏ. Cú bi ngồi dậy đi. Cú bi nằm hoài đau nặng cho coi, dậy đi rồi anh cho nước uống. Nghe anh nói, cú bi cố gắng chậm hai tay ngồi dậy, nhưng tất cả sức lực trong mạch hình hài lên 14 đỏ đã tan biển theo 3 ngày cực khổ nổi trôi trên biển. Cú bi lại buông người nằm nguyên vị trí cũ. Cú mệt lắm anh ti ơi. Tí xót xa thật nhiều trong lòng khi nghe cu bi thiều thào, mấp máy đôi môi nhắc lại câu nói cũ. Vậy thôi cu bi nằm yên đi. Anh đổ nước cho cu bi uống nhẹ. Từ những tí giận mình thật nhiều khi rời nhà, mã đã trao cho ti hai gói sách tay, gói đầy đủ thực phẩm khô và nước uống. Khi xuống tới bãi, tí nhào theo đám đông ùa lên tàu lớn, một tay bể cu bi lên vai, tay còn lại nắm cả hai sách tay. Sau khi xô đẩy chen lẫn một hồi, ti khám phá ra bàn tay còn lại chỉ còn nắm một sách tay nhỏ. Cái sách tay lớn kia văng đâu mất tiêu rồi. Chỉ mới ngày đầu tiên trên biển, dù ti đã cố gắng tăng tiền thực phẩm khô, cũng như còn lại chút xíu. Ngày thứ hai ti nhìn ăn để phần còn lại nhỏ nhoi đỏ cho cu bi. Sang ngày thứ ba, cả hai anh em cùng nhìn như nhau. Cu bi uống xong hộp nước, mắt lại nhắm chặt lại. Cái đầu nho nhỏ vẫn để y nguyên trong lòng của ti. Ti lại nhìn quanh nơi những khuôn mặt bơ phờ ngơ ngác, đượm nhiều nét đăm chiêu, xanh xạm và mệt nhọc. Sang ngày thứ ba rồi, những nét mệt mỏi lại càng thêm dịp đông đầy. Tất cả vẫn im lặng nhìn nhau, chẳng còn ai lăng xăng chuyện trò như ngày thứ nhất. Mất tiêu luôn cả những điệu bộ hồi hộp lo ngại khi bị rượt đuổi trong vùng biển của Việt Nam. Ngay cả những tên nhóc con khóc nheo nhẹo tại bãi đổ quân cũng đã im bặt. Mọi hoạt động chỉ còn rối rượt trên cabin, nơi tài công và vài người thân cận ngồi chăm sóc cổ máy. Ti là nhìn xuống mặt cu bi, ti chợt khám phá ngay cạnh đó nằm bề bệt im lìm một người thanh niên. Anh chàng này ti đã thấy mặt tại một căn phòng ở khách sạn Long Xuyên.
Từ lúc khởi hành cho tới giờ phút này, tí nhìn thấy hắn ngồi dậy vài lần chỉ để xin nước uống. Xong xuôi đâu đó, hắn lại dài người ra trong im lặng, cặp mắt lười biếng vẫn cứ nhắm thật chặt. Khuôn mặt của hắn đã đổi hẳn từ xanh xám sang màu vàng bệnh hoạn từ lúc nào không hay. Tí hơi rùng mình khi nhớ lại những xác chết vàng nhạt nằm ngang ngửa vắt trên người Tí mỗi ngày nào trong một chuyến đi lần trước. Đúng rồi, cùng cái màu vàng hẻo hắt này, Tí giật giật tay anh chàng vài cái. Hắn từ từ mở hẹ cặp mắt, nhưng vẫn im lặng, lười biếng đến độ chẳng thèm thắc mắc cái hành động bất thường vừa rồi của Tí. Có hai tàu lớn đang bụi mình kìa. Trong bầu không khí im lặng hoàn toàn của cả tàu, tiếng hét lớn của ai đó đang vang vang. Mọi người đang nằm dạ dưới hay ngồi dựa lưng ngang ngửa vào thành tàu đều đứng dậy, nhìn ra xa xa theo hướng tay chỉ của tài công trên cabin. Tí cũng có mặt trong đám đông đỏ. Mặc dù đã mệt mỏi lắm rồi, Tí vẫn cố gắng đứng dậy. Trong cặp mắt lờ đờ, Tí cũng nhận ra được về phía tay phải của tàu đang có chấm đen chính chích về hướng phải. Có thêm một chấm đen khác cùng một hình dạng và độ xa như chấm đen trước. Cả hai chấm đen đỏ càng lúc càng to dần. Chết cha, tàu Thái Lan. Sao anh biết tàu Thái Lan? Xa tít thế kia thì đổ ai biết nó là tàu gì? Có hai người đang tranh cãi nhau về xuất xứ của hai chấm đen. Tí ngược nhìn chờ đợi câu trả lời của thanh niên vừa bị một ông trung niên vặn hỏi. Ông sao mà nhiều chuyện quá? Thì tôi cùng đoạn vậy thôi. Tôi đã thấy hình dạng thằng Thái Lan đen trắng ra sao đâu. Nói chỉ tới tàu bè của tụi nó, nhưng tàu mình đang ở trong vịnh Thái Lan thì làm gì có tàu quốc doanh nào dám lai vạn nơi đây. Còn tàu vật hạ, tôi chưa bao giờ nghe vụ đó xảy ra trong vùng này hết. Mấy chuyện đó hay xảy ra màn cửa biển vùng tàu lần, mà làm gì xuất hiện hai chiếc cùng lúc thế kia. Nghe ý kiến chừng hơi hợp lý, một vài cô gái dần dần lộ vẻ lo sợ ra mặt. Vài người rú rụ lại với nhau nơi góc có thùng phi nước, truyền tay những vóc dầu nhớt chẳng biết đã được thụ sẵn từ bao giờ. Họ trét vào mặt, vào tay, vào chân, ngực, cổ đủ hết. Vài cô hình như đi độc thân bắt đầu loáng lộ nước mắt dài thật dễ dàng và nhanh chóng. Khi những người kịch sĩ bất đắc dĩ đã tan điệp xong xuôi, thì cũng là lúc hai chiếc tàu Thái Lan được nhận diện rõ nét. Trong cơn thạo chạy, tàu Tí bất kể sóng biển vẫn đang dâng cao trước mặt như những ngọn núi nhỏ nhấp nhô vọng tới ào ào vì là ghe sông. Không có mũi nhọn chém sóng như loài chuyên đi biển, tàu bị sóng đập thật dồn dập, nước biển văng tung tóe lên ướt cả một lòng khoang chật hẹp. Giữa những đợt sóng nhưng cao quá đầu mũi, tàu vẫn xả hết tốc lực chạy trốn ầm ầm. Tàu chủi lên hụp xuống theo nhịp loạn cuồng của sóng biển. Đại dương và trời đất bao la hình như cũng không được hài lòng cho lắm hành động chạy trốn cuộn cuồng của đám người. Mưa gió chợt ào ào nổi lên thật bất ngờ cùng một nhịp vươn cao lên hơn nửa thật biên loạn của sóng biển. Một vùng biển bao la chỉ trong phút chốc đã được bao phủ thật nặng nề những làn mây xám đen nghịt, sấm chớp nổ vang trời dâng dâng khắp bốn hướng. Gió ào ào nổi lên quay cuồng nhào lộn chung quanh con tàu bé nhỏ. Chưa hết, một ngọn sóng hùng vĩ cao lớn từ xa xa đang vươn mình lao tới bẻ xiên góc trái. Một tiếng hét rùng rợn nổi lên như muộn thêm nhịp điệu tang thương phù hòa. Tạt nước bà con ơi, tạt nước bà con ơi. Ngọn sóng quỷ ma đỏ đã chụp gọn phần dưới của con tàu khổng khổ. Nước ngập tràn nơi nơi,
Tiếng hét tạt nước của ai đó vẫn liên tiếp nổi lên. Lạy Chúa Trần Hồng Thủy kinh khủng xa xưa trong Kinh Thánh, với cường độ phá hủy chắc cũng chỉ cỡ này hoặc hơn một chút mà thôi. Nhắm tay lên bà con ơi, chậm một chút nữa là chết chắc chết hết. Tạt nước bà con ơi. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc hòa hợp với cơn giận của trời nước cũng không làm cho con tàu đang bị săn đuổi nao núng. Tàu vực chạy, chạy như bay, chạy như phỏng, hình như mặt nước không còn được nhịp tiếp xúc với đáy gỗ của tàu nữa. Thoang thoảng tiếng rạn nứt của con tàu chợt xuất hiện, rên rỉ to nhỏ đâu đây, giống bão càng to. Hai tàu lạ càng lúc càng xuất hiện rõ ràng hơn, tầm nhìn mù mờ của mọi người trên tàu khoảng cách dần dần thâu ngặn lại. Tí chạm nàng quăng can dầu không đã được sử dụng để hòa nhịp tạt nước xuống sàn tàu. Kể cục là mọi người đang bề bệt như thế, tượng chừng có ruồi xuất hiện bâu mã cũng không thèm đuổi. Thế mà khi tiếng hét tạt nước nổi lên sau đợt chụp phủ đầu của một lượng sóng bó bằng các nhà lầu, ai nãy đều đựng dày tạt nước, tạt như điên, tạt hùng hục. Chẳng còn ai tì nành, đau yếu, mệt xỉu, cũng chẳng có ai kêu ca, trai gái, bà già, ông lão. Tất cả với những phương tiện có sẵn trong tay đều lắc xạ vào một động tác tát và tạt nước. Tí buông tiên nhìn mọi mệt về phía hai chiếc tàu là khoảng cách giữa hai đội thù không cân bằng sức lực đang dần thâu ngặn lại. Nhưng tài công của tàu Tí vẫn đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tí để rơi tiên nhìn của mình vào góc tàu, nơi có những người đàn bà con gái đang cuộn cuộn bôi thêm dầu, trét thêm mỡ vào những vị trí đã bị nước mưa nước biển phù nhau tại trần loang lộ. Khoảng 10 giờ hơn, khi mặt trời dần tung tăng, vẹn mây đen xuất hiện xê xệ đỉnh đầu. Khi những tia nắng sáng ấm ảnh lung linh bắt đầu xiên xiên chiếu tung xuống đài dương bao la lấp lạnh ảnh bạc, sưởi ẩm và hông khô cho những người đã gần chết rét vì lạnh, chết sinh thổi vì gần chìm tàu, thì cũng là lúc hai chiếc tàu Thái Lan đã cần sạc lạnh rồi. Đứng đóng nghẹt và lộ nhổ trên hai tàu, bọn người da đen đen tóc quăng xoắn tít đỏ chỉ trỏ đạm người trên tàu Ti. Một vài thằng hẹp to, cái thử âm thanh nghe riêu riệu y như là chim kêu. Hai ba thằng khác nhảy cợt lên như mừng rỡ. Một thằng dơ ra cải thau chắc có cơm về phía đám người bị săn đuổi. Hình như ông tài công của tụi Ti có mạo liều, thay vì thuyên giảm hoặc dừng lại hẳn, ông ta vẫn giữ nguyên vận tốc của con tàu. Đám người xa lạ kia cũng đã đoán được ý định của hai lũ thân lừa ưa nặng này. Cả hai chiếc tàu cồng kình cùng tăng thêm tốc độ chạy lướt song song qua mặt tàu tị nạn. Cả hai chiếc chợt dừng lại ngay trước mặt của chiếc tàu nhỏ bé. Thôi, đành đầu hàng vậy. Tàu Tí tắt máy ngay lập tức trong tiếng khóc chậm dứt của vài người nào đó. Vài tiếng đọc kinh cùng phù hòa theo. Có thêm những tiếng lao sao trong cabin. Nhảy xuống dưới tụi bay. Mình cứ ngồi lì đây, lát nữa chúng nó lên, chúng đánh dập mặt nhảy xuống. Hai ba người trên cabin nhảy xuống, họ ngồi lẫn lộn trong khoang tàu với đám đàn bà người nhỏ đang nỉ khe. Im lặng hoàn toàn trong giờ phút này, không vẫn có tiếng thút thít của một vài cô gái nào đó. Tí sóc cu bi ngồi sạc vào lòng, tiếng cu bi chợt khẽ thì thào. Cái gì vậy anh Tí? Cướp. Y như trong cine, dây thần từ trên tàu cướp được quăng ngay cột neo của tàu Ti thật chính xác. Một chiếc từ từ cập sạc lại, những tấm thân trùng trục bọng lộn ào ào nhảy qua. Hai ba thằng tóc quăng nước da chảy đen vừa nắm dây thần vừa bay qua tàu Ti với những tiếng hét hò và âm thanh của một con ác điều.
Tay đứa nào cũng cầm cả trời, và Ti cũng như mọi người chung quanh đều đã hiểu rõ lá gan của anh chàng này. Sau cái hất tung của thằng cướp, mái tóc dài ổng ả ngang vai đã rơi rụng tung tóe. Một cô gái hiền nguyên hình với nước da trắng xanh và cặp mắt thất thần theo phản xạ tự nhiên, cô giơ hai bàn tay lên ôm chặt lấy mặt mình khóc thút thít. Trong khi đó, cái thằng người sử Thái, một nước nổi tiếng của châu Á, với những mái chùa cong vút xuất hiện lình khình khắp quốc gia, vẫn còn đang đứng cười, cười to, cười hô hổ, và sau cùng nó hét lên. Những động tác đó đã mồi chài lối kéo thêm được sự chú ý của cả chục thằng người Thái khác. Một thằng rồi hai thằng, bốn đứa, sau cùng là cả chục đứa nắm áo, đứa lôi chân, đứa xô đẩy. Cô gái kia khóc lóc và kêu la ầm ĩ. Cuối cùng cô ta chửi: trời ơi, buông tao ra, đồ khốn nạn, buông tao ra. Mặc cho la hét dậy dùa chửi bới, những thằng cướp vẫn đưa cô gái lên cabin. Đám thanh niên nhìn nhau ái ngại, cái nhìn chịu đựng, chịu thua trước hoàn cảnh khá trở trêu mà đứa nào cũng từng nghe nói. Trước khi chân đặt lên con thuyền, một rừng dao búa vừng vây chung quanh, một con dao dài nhọn hoắt và sáng loáng. Có đứa thu cái búa nặng chình chịch, dịp dịp lắc lư. Vài thằng khác cầm mọ lết loài lớn, tiếng la tiếng hét vang vang một góc trời. Tí nhìn theo một thằng bị vẻ dữ dằn nhất bọn, tóc tai quăng xoắn xít dài tới cặp vũ to lề khề trước ngực. Nó cầm một con dao dài khoảng nửa thước, đạp lên người này dẫm lên người khác. Luôn tay, nó gọt con dao dài khủng khiếp đó xuống bé sườn sắt của tàu nghe chạc chũa. Hai miệng phên che nặng mưa cũng đã được hất tung xuống biển để lộ ra hoàn toàn tấm thân trần trùi của toàn thể con tàu tị nạn khổng khổ. Lại thêm nhiều tiếng la hét vang lên xen lẫn với tiếng hú mừng vui của loài chó sói săn mồi tru về đêm, khi những tấm thân đầy dầu mỡ của các cô gái đã bị phơi bày dưới ánh nắng lung linh. Một vài cô gái đang thi nhau thể sẫm ủi quỷ biển luôn tay. Trong khi đó, từ chiếc tàu còn lại, bọn cướp vẫn liên tục phóng xuống ào ào chiếc ghe bé nhỏ. Lâu lâu, tàu Tí bị sóng biển dâng lên đập mạnh vào bé sườn sắt của hai chiếc tàu cướp rắc rắc. Nghe tiếng vỡ của ghe mình, trong lòng đạm hành khách khổn nạn kia lại có thêm dịp rị rạ một chút xíu nhỏ nhoi đau xót cho hoàn cảnh chung hiện tại. Chắc chỉ còn phép lạ mới cứu được đám người, mọi người đang trông chờ phép lạ. Phép lạ giàu sao đi nữa cũng chưa xảy ra, trong khi thằng cướp dữ dằn nhất bọn vẫn đang luôn miệng gào thét. Hai giọng người được phân chia rõ rệt, chuyện tuyển ngay lập tức trên tàu. Thanh niên ngồi góc đầu tàu, đám còn lại ngồi phía cabin, bao gồm cả những cô gái giờ đây đã biến thành những động dầu mỡ biết đi đứng. Thấy phiên nhau, hết thằng cướp này sang thằng cướp khác bóc lột đám thanh niên thật tận tình. Áo dài tay ngắn tay, áo sơ mi, áo bun được cởi ra hết, quần dài, quần tây, quần blue jean xanh cởi ra luôn. Trong khi một đám đứng ngồi lô nhô lục lọi khám xét đống quần áo bày nhầy, đám cướp còn lại tiến về phía thanh niên. Một thằng đến gần Ti, tay trái giơ cao tản thực mạnh lên mặt Ti. Nó hét lên, tay kia giật bay cổ tràng hạt mà đã đeo cho Ti trước khi anh em rời khỏi nhà. Ti đang chờ đợi thêm những hình phạt kế tiếp. Sau cái tát điện tâm đỏ thì thằng cướp đã xoay sang người ngồi kế bên cạnh Ti. Anh chàng này vẫn còn gan lì với cái áo màu xanh trên người phụ dài cả chiếc quần sọt ngắn. Bạo hơn nữa, anh chàng vẫn còn lùm xùm một cái mũ lưỡi trai bao phủ trên đầu. Chỉ trong tích tắc, cái mũ trên đầu đã bị hất tung xuống sàn. Cái bên giờ này đã trọn người, những thằng người Thái lại được đâu đó cái chiếu rách phủ ngang cửa.
Lại thêm vài cô gái nữa đang tiếp tục bị lôi kéo lên cửa cabin. Tiếng van xin rối rít, tiếng khóc, tiếng nức lên, tiếng tì kẹo của các cô gái xen lẫn tiếng kêu ríu rít của những con ác điều vẫn tiếp tục vang vang xen kẽ tiếng ràng nứt của tàu ti sau mỗi lần va chạm với tàu cướp. Một cô gái còn trẻ lắm đang hét thực to trong khi hai thằng cướp, đứa nắm chặt tay, đứa kia ôm ghì chân cô lại. Hai thằng khác đang bê dừng cô vào cabin. Cứu con với mà ơi, con chết mất. Cứu con với chúa ơi, tha cho tôi đi các ông ơi. Bà mẹ cô gái vẫn ngồi yên từ lúc bọn cướp kéo cô ta rời khỏi vòng tay của bà. Nhưng khi nghe con gào thét từng khúc nấc nghẹn như vậy, không chịu đựng thêm được nữa, bà ta nhào ngang qua đám người ngồi lật lộn chung quanh. Đôi tay chỉ kịp nắm lấy gấu quần phất phơ của cô con gái. Một ảnh thẹt lóe lên, con dao bỗng loạn đi một đường thật ngọt nơi bàn tay đang níu kẹo. Máu chảy chan hòa trên đôi tay của người từ màu đôi cánh tay của gà mẹ đang giao chiến cùng bầy ác điều. Cố gắng trong tuyệt vọng, bà ta đang cố gắng tì kẹo lại phần thân thể đã từng được mang nặng đẻ đau và cu mang trong bao nhiêu năm trường. Nhưng muộn rồi, đầu lưỡi dao đã được phỏng tới ngay yết hầu của bà mẹ khổn khổ. Bà ta chỉ kịp phát ra một tiếng kêu khô khan, nghe thật rộng, dòng máu tươi là chan hòa vung vãi khắp cơ thể người từ màu. Cuối cùng, một thân người nặng nề đổ xuống, mặt úp xuống sàn tàu. Hoặc cảnh diễn ra thật nhanh chóng, gọn gàng đến nỗi không ai có thể ngờ được. Một tên trong bọn người thải chợt cúi xuống, bế sạc thân còn lại nóng hồi đỏ lên cao. Dòng máu nơi cổ họng vẫn còn phun ra cỏ vòi. Nó hét lên vài tiếng rồi quay nhìn tất cả đám người đang co rút như chuột chết chung quanh. Xì xa xì xồ vài tiếng, nó hất tung cái thân xác bất động đỏ xuống biển. Vài giọt nước biển bắn lên, một vùng biển loang màu hồng nhấp nhô gần sẫm đang tan loạn dần theo những dấu vết khép kín chôn vùi muôn đời của màu nước đại dương xanh đậm đặc. Một bé gái còn bé lắm cũng đang được dẫn tới cabin. Bé không khóc nhưng mặt tái xanh, tấm chiếu được lật lên phơi bày quang cảnh thực trước mặt mọi người, lần lượt thay phiên nhau hết thằng này đến thằng người thải khác nối tiếp nhau vào cabin. Từng chiếc rồi từng chiếc, hai chiếc tàu rượt đuổi tùi ti từ lúc đầu và bốn chiếc tàu khác đã xuất hiện vào lúc nào ti không rõ, đã dần dần biến mất để lại nơi tàu ti cả một khoang tàn đổ nát vẫn còn im lìm nơi vị trí cũ. Tất cả các can dầu đã được 6 chiếc tàu thải chia nhau, cả một phi nước dự trữ đã bị đổ số xuống tìm vàng. Cái chân vịt cũng được nâng nhẹ ngay những giờ phút đầu tiên bởi bọn cướp. Trời đã xế trưa, nắng đại dương vẫn còn gay gắt nóng bỏng, in sâu đậm lên những mảng da thịt khô khan nhăn nheo của lũ người dám coi thường sức mạnh tuyệt đối của đại dương. Sự bình tĩnh đang được dần vạn hồi. Một ông lớn tuổi đang đứng nói với đám thanh niên ai còn khỏe, leo vô cabin săn sóc cho các cô gái, các bà nữa, tất cả chui vô thay quần áo mới rồi mang họ ra đây. Ở trong ngột hơi lắm, một người trung niên rồi thêm hai bà chui vào cabin. Trong vài phút sau, mọi người dần dần truyền tay nhau đặt các cô gái xuống đoạn giữa của lòng tàu mới được giải tỏa. Tránh chỗ bà con, tránh chỗ giữa đó cho các cô này nằm nghỉ đi. Nè, trong tàu có ai còn chanh cam hay dầu giọ gì đó mang hết ra đây vắt cho người ta. Đây nè, tôi còn cả một giọ đây nè, cả chanh cả cam nữa. Tôi cũng còn đường đây nè, à... đây có lò dầu giỏ. Nhiều người trên tàu lăng xăng mang thứ này thứ kia ra cho hai người đàn bà đang lo cứu tình các cô gái. Kính thưa quý thính giả trên đây,
là chiếc thuyền đưa hơn 60 người xuất phát từ Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Khi thuyền vào được Vịnh Thái Lan thì gặp bão, đồng thời cũng bị 6 tàu hải tặc tấn công cướp của, hãm hiếp phụ nữ và giết hại. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.